từ đây nỗi lo xương khớp đã được giải quyết với bước tiến mới của khoa học lần đầu tiên viên sủi hỗ trợ điều trị xương khớp đã có mặt tại Việt Nam. Đây là tin vui mới được xác nhận tại Việt Nam trong đầu năm 2020, qua đó, tất cả bà con đang có những triệu chứng như đau khớp kèm cảm giác bút chạy dọc theo xương xương khớp, tràn dịch ổ khớp cứng khớp, đặc biệt là buổi sáng biến dạng khớp đi lại khó khăn, nghe tiếng lục cục trong khớp đều có hy vọng và khả năng hồi phục như bình thường bà Nguyễn Ngọc Hoa. 56 tuổi, Hoàng Hoa Thám, Hà Nội, tôi bị đau nhức xương khớp suốt 15 năm nay. Trời mưa đau, trời lạnh cũng đau, thời tiết thay đổi là như kiểu bị ai đập. Hai khớp gối đau không đi được, cứ nghĩ bệnh tuổi già phải chấp nhận nhưng có tháng đau quá con đưa đi viện. Lại uống bao nhiêu thuốc tây, đỡ khớp thì nó phá dạ dày, may sao con gái tôi đọc trên mạng. Biết được viên sủi gen S này, tôi uống hai hộp nay đã khỏe hơn, giờ sáng nào cũng đi bộ tập thể dục đều đặn bà Hoa và nhiều người khác cũng đã khỏe mạnh với sự hỗ trợ của Gen S. Chúng tôi đã tìm hiểu và xác minh điều trên trong suốt 3 năm nghiên cứu. Từ 2016 đến 2019, công ty CP Công nghệ GOG Việt Nam đã hợp tác cùng các chuyên gia Nhật Bản nghiên cứu thành công viên khớp dạng sủi Gen S có chiết xuất từ sụn vi cá mập. Sản phẩm được sản xuất hoàn toàn trên dây chuyền công nghệ Nhật Bản và được Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam sản phẩm có tác dụng thông kinh lạc trừ phong tê thấp giúp giảm tê bì chân tay. Đau mỏi vai gáy, đau nhức xương khớp vận động khó khăn, viên khớp dạng sủi gen S hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp một cách an toàn. Đồng thời cung cấp các dưỡng chất cần thiết giúp bổ sung và duy trì sự dẻo dai cho hệ xương khớp với thành phần chính là con Royal Sunfat trong sụn vi cá mập có khả năng tăng tính bền vững cho sợi keo nội bào và mô liên kết ngừa thoái hóa tế bào chống lão hóa gen s có chứa thành phần chính là sụn vi cá mập rất tốt cho người bị xương khớp theo đánh giá từ các giới chuyên môn và thực tế quá trình sử dụng từ những người bị viêm khớp thì hiện tượng đau nhức hay xương viêm sẽ giảm sau vài ngày sử dụng tại sao lại bào chế dưới dạng viên sủi hỗ trợ giảm các cơn đau nhức việc sản xuất viên uống dạng sủi đầu tiên tại việt nam giúp hòa tan nhanh trong nước vào dạ dày nên quá trình hấp thu viên sủi nhanh hơn vì vậy người bệnh sẽ giảm các triệu chứng đau do xương khớp nhanh hấp thu vào máu do viên sủi đã hòa tan sẵn uống với lượng nước nhiều nên đến dạ dày nhanh, đặc biệt hấp thụ nhanh vào máu. Cho tác dụng cũng vì vậy mà viên sủi được xem là tăng sinh khả dụng tức làm tăng nhanh độ hấp thu. kể cả tác dụng của viên sủi, người ta đã làm thí nghiệm và thấy viên sủi simetidin trị đau dạ dày khi uống có tác dụng trung hòa axit dịch vị gấp 10 lần so với viên simetidin thông thường. phù hợp với nhiều lứa tuổi viên sủi được bào chế khá đặc biệt có thêm chất tạo màu và tạo hương tạo ra sự hấp dẫn và dễ chịu khi uống đồng thời giúp cơ thể hấp thu nhanh hơn dạng bào chế này đặc biệt thích hợp với người khó nuốt như trẻ em đặc biệt là người cao tuổi đối tượng chính thường gặp các vấn đề về xương khớp dễ dàng sử dụng mọi lúc mọi nơi viên khớp dạng sùi khi thả vào nước sẽ bị hòa tan trong nước tạo thành dạng dung dịch cung cấp các chất cần thiết cho cơ thể sản phẩm có thể mang theo sử dụng mọi lúc mọi nơi chuyên gia tại nhật đánh giá khách quan trong buổi hội thảo chuyên gia người nhật Torigo Yoshimisu đối tác chiến lược của nhãn hàng gen s trong nghiên cứu và sản xuất viên khớp dạng sủi gen s chia sẻ thêm qua nghiên cứu và khảo sát thị trường chúng tôi nhận thấy việc bào chế và sản xuất viên uống dạng sủi sẽ giúp hòa tan các dưỡng chất và hấp thu tối đa vào cơ thể người bệnh Đồng thời dòng sản phẩm này cũng chưa xuất hiện tại thị trường Việt Nam, đó là lý do chúng tôi đã hợp tác cùng nhãn hàng Gen S để chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm trên dây chuyền Nhật Bản cũng như đưa chiết xuất sụn vi cá mập từ công trình nghiên cứu của chúng tôi. Cụ thể là chất Condroyan Sunfat kết hợp với glucosamine, collagen cùng một số phụ liệu để tạo nên sản phẩm viên khớp dạng sủi Gen S. Ngày hôm nay, tôi rất vui khi được tham dự và chứng kiến lễ ra mắt sản phẩm viên khớp dạng sủi Gen S. Tôi tin rằng gen SF sẽ tạo nên bước đột phá tại Việt Nam và là sản phẩm được nhiều người bệnh lựa chọn trong việc bổ sung và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về xương khớp. Tin vui nằm trong thời gian ra mắt tại thị trường Việt Nam, nhà sản xuất tặng ưu đãi giảm 50% từ 1. 700.000 đồng Việt Nam xuống còn 850.000 một đồng Việt Nam hộp mua hai tặng một kèm theo chương trình free ship toàn quốc mong muốn đem lại sự tiếp cận gần nhất đến với những bệnh nhân đang ngày đêm khổ sở với sự đau nhức xương khớp suốt nhiều năm liền.